Trường Giang bất ngờ biến thái, ôm hôn Trương Thế Vinh tới tấp. Sau vụ ầm ĩ bỏ diễn vì bị khán giả chọi chai nước lên sân khấu, Trường Giang vẫn ung dung ôm hôn Trương Thế Vinh ở chương trình Hội Ngộ Danh Hài. Tập 7 của chương trình truyền hình Hội Ngộ Danh Hài đã phát sóng. Các nghệ sĩ xuất hiện trong tập này gồm có Chí Tài, Việt Hương, Trung Dương, Lê Khâm, Lệ Quyên, Trương Thế Vinh, Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ. Trường Giang, Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ cùng tung hứng trong tiểu phẩm hài Hồn Ma Trinh Nữ. Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ là hai vợ chồng của nhau. Lâm Vĩ Dạ chết đi, biến thành ma. Con ma luôn tìm cách phá chồng mình, không bán được nhà. Người mua nhà là Trương Thế Vinh. Anh vào mua nhà nhưng bị con ma đánh và hiện hình để đuổi đi. Lâm Vĩ Dạ nhập vào người của Trương Thế Vinh, giả thành phụ nữ làm cho khán giả cười òa lên. Con ma tiếp tục nhập vào người Trường Giang, biến anh thành kẻ biến thái, ôm hôn tới tấp và đòi hại đời Trương Thế Vinh. Hù dọa mọi cách cũng không làm Trường Giang hay Trương Thế Vinh sợ. Lâm Vĩ Dạ liền hiện hình, cuối cùng người mua nhà Thế Vinh cũng hoảng sợ mà chạy mất. Việt Hương cùng Chí Tài vừa làm MC vừa song ca ở tiết mục mở màn. Trong hậu trường, Việt Hương đòi hát chung với Chí Tài, nhưng anh không chịu, thế là nữ nghệ sĩ hài cáu giận, Chí Tài phải hát năn nỉ Việt Hương tha lỗi cho mình. Trở lại với sân khấu Hội Ngộ Danh Hài mùa 5, Lệ Quyên trình bày ca khúc Duyên Phận. Tiểu phẩm hài đầu tiên của tập 7 Hội Ngộ Danh Hài mang tên Chuyện Thật Như Đùa do Trung Dân sáng tác và diễn chung với Lê Khâm, Ngân Quỳnh. Trung Dân và Lê Khâm vào vai hai anh em ruột, họ làm nghề bất chính là ghi đề và cho vay nặng lãi. Họ sợ vợ đến mức không dám chăm sóc cho mẹ già, được Ngân Quỳnh thổi vai. Mẹ bệnh nặng, nhiều lần gọi hai đứa con trai về nhưng họ đều không muốn. Đến khi bà gọi về chia tài sản thì mới về nhà, rồi cãi nhau âm ỉ. Tuy là tiểu phẩm hài nhưng cái kết đầy xúc động. Người mẹ vì tức mà chết nhưng hai đứa con cũng không hề quan tâm mà còn đẩy trách nhiệm cho nhau. Mẹ anh đã để lại di chúc, dùng số tiền xây trường học chứ không chia cho anh em Trung Dân. Lá thư di nguyện của mẹ anh dặn hai anh em phải sống tử tế trong thời gian sắp tới. Từ một tiểu phẩm khá nổi tiếng của tác giả Tô Thiên Kiều, tiểu phẩm Vợ Thằng Đậu được xây dựng theo phong cách cải lương hài. Mở đầu tiểu phẩm xuất hiện những nhân vật hàng xóm của Mách Vốn Cô Đen, vợ anh Đậu. Vì những chuyện hóng hớt mà cô gây ra, Vợ Thằng Đậu luôn lý sự và cãi lại cha chồng Chí Tài. Anh Đậu thấy buồn vì có người vợ không được bình thường nên uống rượu rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Kết thúc tiểu phẩm, Chí Tài khuyên con trai, vợ mình là vợ mình, có chuyện gì mình từ từ mình sửa đổi. Một năm không được thì 10 năm, chừng nào tao chết mày sửa cũng được. Thôi vô ăn cơm, vợ chồng hạnh phúc ăn cơm với nước mắm cũng được. Vậy nhưng cô Đen đã nhanh nhậu đáp, con nấu canh quên nấu cơm rồi. Đúng như câu nói tệ hơn Vợ Thằng Đậu.